Con xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn buổi sáng nha. Sáng ngày hôm nay thì mấy chú cùng với lại anh Lâm và anh Khuấy đã mang toàn bộ những cái đồ mà chị Kim Loan gửi xuống rồi đó cô chú ơi. Đầu tiên là hôm nay chị Kim Loan ơi, em đã nhận được những cái chiếc ghế rất là đẹp luôn. Dạ đây, đây là những cái ghế đá được trải dài ra đây luôn. Mấy chú mới vừa đẩy xe vô xong thì toàn bộ ở đây là có là 12 cái ghế màu đỏ đỏ rất là đẹp luôn chị ơi. Ngoài ra thì em còn nhận được thêm nữa là 4 cây dù. Dạ đây, 1, 2, 3 và cây thứ tư là mấy chú đang bật lên kìa. Cây dù này màu đỏ luôn nha cô chú anh chị và các bạn, đó đang bật lên ở phía bên kia. Thì bốn cây dù thì sẽ đi kèm với lại bốn cái đế dù. Dạ đây, đây là cái phần đế dù ở phía dưới là nó rất là nặng luôn á, nó có thể đẩy tới đẩy lui được nữa, nhưng mà cái này là phải sức nam đẩy mới nổi, nó nặng lắm, để mà khi có gió về nó cũng sẽ không có bị bật cây dù của mình đi. Đây, còn đây là những cái ghế đá nè, nhìn rất là đẹp luôn, cái kiểu nó cũng khác so với ở quê của mình nữa cô chú. Dạ. Đây, tiếp theo nữa là con nhận được thêm là 4 cái bàn nha cô chú anh chị và các bạn. Đây, đây là những cái bàn đá nó đi kèm với lại cái ghế. Bàn này là dạng bàn nó tròn á. Đây, nhìn nó cũng lạ lạ nữa. Ở quê con thì thường sử dụng cái bàn nó vuông, nó dài hơn á. Thì bàn ở đây thì nó tròn. Đây, rất là đẹp luôn. 4 cái. Mấy cái dù bật lên một cái thôi nó mát ghê luôn á anh Lâm. Ôi, đây nè. Cực kỳ mát cái sân luôn á. Đỡ đi, lát con quay chỉnh nó lại. Cái này mình chỉnh nó lại nữa ha anh. Đâu có, chỉnh cho nó quay ngang quay vậy nè. Cái này đang, nó đang nằm xuôi. Dạ. Muốn chỉnh qua đâu chỉnh. À mà cái này mình muốn chỉnh đi đâu cũng được luôn. Cái phần đế này là nó rất là nặng luôn nha cô chú. Phải sức nam đẩy mới nổi thôi. Ngoài ra thì con còn nhận thêm được một cái tivi 70 inch nữa. Thì mấy chú đã mang vào xong rồi mà cất ở trên chòi ở trên nhà. Tại vì buổi tối ở đây thì hiện tại là chưa có ai á, cho nên là để ở phía trên. Còn một chút xíu thì mấy chú sẽ mang xuống để mà lắp vô. Và tiếp theo nữa là ở phía bên trong thì con còn nhận được thêm hai cây quạt nữa. Dạ. Đây, quạt cộng với lại đèn á, thì anh Nhật với lại anh Lâm nãy giờ đã bày biện ra để mà một hồi lắp á. Dạ, còn đây bên đây là mấy cái phần cánh quạt nè cô chú, là đã lấy ra rồi nè. Mấy cái quạt này là đều làm bằng gỗ luôn. Thì để mà có được mấy cái này thì chắc là chị Kim Loan và anh Lâm đi tìm kiếm rất là nhiều. Tại vì thật sự là ở quê con thì không có biết đến cái dạng quạt như thế này luôn. Cái hình dáng của nó thì nó sẽ giống như vậy nè cô chú. Đây, nó tương tự như cái hình ở ngoài đây nè. Thì một chút nữa mấy anh với lại anh Lâm sẽ lắp lên rồi mình mới có thể nhìn được thực tế ở ngoài. Ngoài ra thì còn một cái điều rất là đặc biệt luôn, nó đang nằm ở phía trong đây nè. Đó là cái tấm bảng để ở phía trước cái cổng đó. Thì đây là cái phần chị Kim Loan đặt riêng để mà dành tặng đến cho nhóm. Ở đây thì mấy chị em cũng rất là bất ngờ và hồi hộp, không biết là ở bên trong nó là có cái gì ở bên trong. Thì chuyện nữa thì sẽ bật mí cho cô chú anh chị các bạn biết nha. Hôm nay thì mấy chị em thật sự nhận rất là nhiều đồ luôn, chón ngợp với những cái món quà mà chị Kim Loan gửi tặng đến. Bây giờ thì mấy chú cũng cùng với lại anh Lâm đang làm ở phía ngoài kia đó, để mà cho xong hết cái phần sân luôn. Thì ở đây á, cái sân là sẽ có được những cái cây dù rất là mát luôn kìa cô chú. Anh Nhật thì đang ngồi ở đây để mà mình sơn cái phần, dạ sơn lót trước ha anh. Dạ, cái này là cái nóc của cái bảng, cái cổng nè cô chú. Nay thì anh Nhật sơn lót luôn rồi. Anh chuẩn đâu rồi, sao anh Nhật sơn luôn rồi? Sơn lót cho anh rồi, chúc anh xuống đi màu. À, chúc anh xuống đi màu ha, anh Nhật sơn lót giúp giùm luôn. Mình có cái nóc này rồi, một hồi đi màu xong mình cho cái nóc nó khô lại mình gắn lên thử á, rồi sau đó là mình sẽ ướm cái tấm bảng lên luôn xem là nó như thế nào luôn nha cô chú. Rồi cái dù kìa,
chiều cái quay lại cái chiều cái luôn đẩy đảo ngược lại đẩy 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 mình có đẩy hướng nào cũng được luôn ha. Cái giỏ xuống chiều nào đó nè lên đi rồi gì đó lên ê ô cái đầu á rồi xuống lắc lắc nhẹ nhẹ thôi cái nữa rồi xuống chạy xuống chạy đi cho nó lên đi rồi rồi kéo cây cảo xuống rồi được quánh rồi gặt cây cảo rồi từ từ lên đi ừ. Buông đi. Wow. Rồi, gạt mạnh lên. Tụng không đỡ đi. Hai cho nè. Dài vô, tụng mới buông ra không dài sập xuống. Bên đây sập qua hay quá, tự ngang vô chút luôn hết chút. Bên đây sập qua quên. Được rồi. Rồi con trai xin đánh đi. Rồi nó quay bên nào thì nào nó quay. Muốn sắp ghế bàn ghế vô rồi muốn quay đâu quay muốn quay hướng nào cũng được ha. Wow còn một cây nữa cứng ngắt. Ôi nó mát gự luôn á anh hai đã. Mát gự luôn á trời dù mà không mát quá mát luôn mát. Chỗ này mát nhất cho vô đây cho chú ba mượn cây che ngoài trước đây nè khi ra được thì đỡ kéo ờ kéo xuống cắt kéo nổi lắm đơn giản thêm một cây nữa à, những cái bàn này thì sẽ đặt theo cây dù luôn nha cô chú. Ở đây có 4 cây dù thì nữa mình sẽ đặt luôn 4 cái bàn vào cùng với đó là những cái chiếc ghế xung quanh luôn à, sẽ bố trí xung quanh hết toàn bộ cái sân này luôn nha. Cái dù này là mình có thể xây chuyển đủ hướng không anh Lâm? Ừ, xây chân nè. Quay chân chứ ừ, bánh xe cái này là nó cố định luôn à. Cái này cố định thì mình có muốn quay hay là mình quay cái bánh xe cái đế hay là mình quay đi đâu cũng được. Rồi muốn đẩy muốn về đâu về. Dạ, còn cái trên cái phần nóc nhìn nó cũng lạ quá ha. Cho gió nó lùa ra nó không có bị vậy. Dạ. À, cái phần nóc của nó có thể cho lối vô có gió vô lùa ra luôn. Cho nó mát. Hôm nay thì mấy chị em tụi em dắt cho vợ chồng của anh chị Lâm đi ra ngoài này để mà mình quan cát tay tượng nha. Ở đây thì có nhà bác Bảy nè, bác Bảy có một cái cây trà rất là to luôn. Mà nghề nghiệp của bác Bảy đó là quan cá, mỗi lần mà bác Bảy quan thì dính cá nhiều ơi là nhiều. Dạ. Tay sắt cá lão làng. Đuôi cồn. Hey.
Hủ sẵn cho ba con lát nữa nữa mình ginh cái vô. Chạy rồi trời ơi coi kìa trời ơi chân dài ghê ha chân dài phóng một cái nghe kè nó ọc kè dạ kiếm cá bự rồi gớt xuống sình rồi trời lên tắm thôi mẹ quýnh nè nhìn nó mắc cười quá à. Luôn. Ồ. Quá hay. Hồi hộp á. Cái chài này mấy ký mấy bảy? Đầm đó, giật giật kìa. Đầm kìa kìa kìa. Ổi quẩn kìa. Cái gì vừa nó lấy ba cái từ từ 57 đấy. Nó tật tật luôn nha. Trời ơi cái kìa, ôi ơi. Thấy có cá hay kìa. Thấy rồi đó. Thấy rồi đó. Wow! Vô rồi. Có cái chà nữa. Chà. Chị ba ơi, bành bao chị ba ơi. Có sẵn luôn cưng. Bành bao. Hơn nữa. Wow! Chín mấy con luôn á. Ủa có cái chuốt nữa kìa. Hỏi cái chuốt bự. Wow! Rồi chiên sâu. Chị Lan ơi. Chiên sâu. Rồi có một con rồi. Cá thì mình... ba con. Wow. Có con cá chốt tuyệt vời quá luôn. Rồi có một cá mùi nè cá hường ủa thôi bẻ dạ nó bị đâm vô rồi phải bẻ ngậm nó mới nó ra được đúng là lão làng trong làng bắt cá cho nên là chỉ cần quăng một chài một thôi một phải ăn thôi anh Lâm biết quăng chài không? Không. Quăng anh bay theo nó luôn á. Nó sợ nó chạy vô rồi. Dính ở trong. Để bác bảy gỡ. Thường lại lái vậy. Dạ, cá hường mình thả lại cho bảy ơi, tại nó còn nhỏ quá. Con này mà bự á. Chiên ngon á. Dạ. Đây có con cá chốt bự kìa. Đó, bằng kilo luôn á. Cá chốt bự giãn luôn kìa. Bành trướng. Cá chốt mập tù. Đi gà. Mấy con cá này là bắt bảy làm như là nó nằm im luôn á. Nó gặp siêu phụ rồi. Rồi chị ba mình ba chị ba. Hai con này té. Hai con. Dạ mình quăng thêm. Wow. Mà dưới nước mình đâu lựa được. Cá chốt bự. Hỏi gì? Cá chốt này mày có chục con kho quéo ha. Canh chua cũng ngon. Mà mấy con tay tượng của mình, mấy con bự nó nằm sâu ở dưới đó. Khôn dữ lắm. Tim chài nó đấy bị con bảy. Tim chài nó vậy. Dạ, chài nó đi bảy. Chài nó đi bốc bảy ơi. Đi bảy ơi, con đó hơi nhỏ. Con này hả? Dạ. Xin hả? Cầm chị đi đứa. Thả con này qua hầm bự đi bốc bảy. Cá này mà câu không phải cầm gần câu mà nó bạn là đã lắm luôn á. Dịch dính nó rồi nó lạng là đã lắm luôn. Hôm nào mà có thời gian á thì chuẩn bị cho anh một cây câu xuống đây cho anh ngồi câu cá ha. Hai ba ba tuyệt vời. Rồi kiếm cái chài nó ơi kiếm dạ. Cái chài cá bự kiếm cái chài bự bự nhớ quậy ơi rồi lại đó ha. Đứng đó khó giải lắm. Hơi ẩm. Em ngu.
mẹ quýnh mày nè, cái chân nè. Mặc áo lại. Mặc áo lại. Xúc áo. Con trai con đứa gì mà nghe dưới mấy cái đèn điện không các bạn? Chạy nước ngoài. Chạy nước ngoài, quăng hơi xa. Quộn quá trời đằng kia kìa. Trời. Hay vậy. Đúng là tay lão làng. Thôi. Tức ra. Kéo lên để thẻ qua bên đây nè, lỡ chứ không lại đi chống dễ kéo lên. Ừ. Kìa, trời ơi, kìa. Ủng làng ơi. Trời ơi. Nó dính tay tụng ở trên. Nó lội lên tới trên luôn rồi kìa chị. Có cái tay này quá nhiều rồi bác Bảy ơi. Này nhiều à. Này ít nhất phải được 4 con. Để coi con nào. Trời ơi. Kìa tay lỡ không biết coi cá. Quả phóng rồi. Bắt cá mỏi tay mệt nghỉ luôn á. Dính rồi, lên bờ gỡ luôn mấy rồi. Khỏi. Hơi nặng nha. Dính chân em kìa. Có con cá rồi. Quá rồi, cái lưới này quá cá rồi. Ôi, nhóc hết trơn em ơi. Có cái cây rồi. Rồi, nó bị dướng. Ôi, quá rồi. Cây rồi, bởi vì nó ga rồi đó. Ga. Ga. Ôi, có con cá mè. Cá mè quá bự rồi. Dướng cái cây bởi vì nó đi ga hết mớ. Nhánh thiên điển. À, có con cá ba lợi qua ba kỳ nữa kìa. Con cá he. Cá he. Có lâu kiến luôn. Thả lại vậy. Thả lại đi. Chắc thả lại các bạn ơi, mình thả bên hầm lớn cho bác quay. Con này được nè chị ba. Bắt không? Cá mẹ nhảy lên ba đai kìa. Bắt tiểu quậy rồi. Dính quá cá rồi. Cá hường nhiều quá ha. Dạ cá hường nhiều. Gần con cá. À, có thằng bự nè. Trời quá rồi. Trời quá trời. Quá thứ luôn. Giỡn cái trời không nổi nè. Đúng mẫu hường. Nè thả lại đi. Dạ cá hường thả lại đi quẩy ơi. Ồ con cá. Chị dạch ra đổi con cá nhỏ lại đi. Kìa trời ơi nhảy kìa. Nuôi cá hồi mà cỡ bằng cá ra trời. Dạ, nuôi chắc lâu lắm anh. Chắc mấy năm. Này mình thả mấy chừng năm mấy à. Cái chai nó khô không tạt chưa. Biết gì lại vậy? Kéo một phát một cái dính liền. Kéo dính cá trà. Ồ cái nặng con cá nó ra đang đang không? Bành trướng luôn. Nó nằm đó luôn. Phơi dậy. Trời nhảy kìa. Quá thế con cá nó bự rồi. Nó đâm một cái một con là xanh cái mắt luôn á. Bắt
tục mấy chú cùng với lại anh Đâm, anh Lâm đang sắp cái phần ghế cũng như là phần bàn vô đó cô chú ơi. Thì một cái cây dù và một cái bàn thì sẽ có ba cái ghế ngồi nha cô chú. Giờ là sắp cái phần bàn vô trước. Dạ. Quay ghế qua đây, cái ghế này quay qua là cái thành bộ nè. Để, cái đó đi, em Bảy. Anh Bảy, bác Bảy. Kêu bằng anh luôn. Ở đây, cái này. Ồ, quá đẹp, quá mát. Đúng ngày cho nó nhảy vậy nè. Còn nó vậy đi ha, chưa đường đi. Chưa đường đi. Chưa đường đi. Ừ. Đúng ra là nó phải nằm tròn vô á, ôm vô á. Cái này mình như vậy thì nó hơi vô xíu không ta, gì nó hơi khó đi không? Đó, nó chốt đi. Cho quay qua đây xíu nữa là cân. Wow, là mình sẽ sắp như thế này. Ba ghế là được ha, bốn ghế là chật lắm, không đi được. Bây giờ nó không gian nó ngoài. Nhìn coi cái bàn. Đây là nguyên một cái bộ của nó, là nó sẽ như thế này nè cô chú. Chưa khớp hả? Nó lắp phòng kê không? Tạm đi rồi nữa mình kê ra cái gì. Trời. Cho cái đường bự chứ. Ừ. Cho cái đường đi nó bự bự xíu quá. Chứ nhỏ quá khó đi phải không? Mình cạn gì nó chạy này hả? Thấy ra được không? Gặp. Rồi. Tiếp tục. Nhìn đẹp quá. Vô ơi. Vô, đế nữa kìa. Cái đế bàn kìa. Ồ, đây. Đẹp quá. Dạ. À, này là anh Hai đang gắn thử cái phần, cái này là đèn ha anh Hai, đèn rồi mới tới quạt ha. Quạt. Dạ, nhưng mà hình như em thấy là gắn cái đế quạt lên trước á, còn cái cánh thì mình gắn sau. À, lúc mà anh Lâm, chị Loan với lại anh Khuấy xuống với Cồn nơi mấy chị em đang sinh sống thì mang rất là nhiều đồ luôn. Cho nên là chuyến này anh chị về thì xe tải hiện tại là đang rất là trống, cho nên bây giờ mấy chị em sẽ lắp đầy xe tải cho anh chị nha. Rồi. Đúng hết dùng hết. Dạ, đây giao nhiệm vụ cao cả cho anh Lâm, hết anh Thành. Rồi bây giờ anh Lâm sẽ là người đi khám phá coi nha. Đây, rồi anh hỏi thử coi cái nào thơm là nó chín đó. Được chưa, được chưa? Cái này nè Khuấy. Trời ơi Khuấy. Chơi trên đây nè. Vô. Wow. Ủa, nó nặng. Thơm. Thơm. Em từ xa là em nó hỏi. Rồi nó thơm lắm luôn á. Cái này ngon lắm nè. Để tiếp tục anh Lâm đi khám phá. Nó nhỏ xíu à. Quanh điện thoại hỏi nó chín chưa. Tiếp tục đi dài dài vô. Được không nha? Cái này là đi hủi về xong là cái lô mũi là gai không? Cái này nó cũng già hết rồi mà có cái nó chưa có ngon. Chín cây vẫn ngon hơn. Dài vô. Rồi, hai chuyên gia thăm mít nha. Lội lên bờ xuống ruộng. Trái này bự ghê luôn mà nó chưa có chín, nó còn ngon. Nữa chắc nó bự lắm. Đó.
Rồi mới đi tới là nó đã thơm rồi đó. Đâu anh Lâm lại kiểm tra xem. Trời đâu Khoái ơi. Mà chín chưa? Mà chín chưa? Chín rồi đó. Một trái nữa. Chặt mạnh vô. Chặt mạnh lên. Rồi. Phải gõ. Về ngay đây, mùa mít là rất là thích luôn. Được không Lâm ơi, đem thành tiếp chào. Cô chú anh chị các bạn nào mà về ngay mùa mít á là sẽ thích lắm, thì được hái nè, rồi nó chín á thì về không đúng mùa thì nó sẽ không có ra trái, nhưng mà thường mít lớn như vậy nè thì trái nó cũng thường xuyên này, nó không có hiếm như lúc trước nữa. Trời đi phá nè. Thử thách đây, đây. Đó trời ơi, chị hứng chi thầy cần. Đây 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 đây. Ui, cái trái kế bên luôn, còn mỗi vịt rồi đó. Dạ đúng rồi, dưới cái trái nhỏ phía sau lưng nữa đó anh Lâm. Được rồi. Sống đó. Hồng nó mỗi vịt ở phía sau lưng này kìa. Nó cái trái dài hòn nhỏ nhỏ đó. Dạ đúng rồi. Đó, trái đó mới ngon đó. Rồi mình để sản phẩm ở đó đi. Rồi, sản phẩm. Ôi anh Nhật ơi ngon quá. Đây đu đủ nè cô chú anh chị và các bạn ơi, quá hấp dẫn luôn. Bão quá, bão rồi, bão quá rồi. Xài xài nữa kìa. Em hái được. Tới chị kìa. Cái này em hái được nè. Mấy cái trái xài này nè là nó đã đều già hết rồi nè cô chú. Ủa có trái chín luôn kìa chị Long. Nè 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 nè. Nè 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 nè. Ôi nó chín tới mức độ mà nó bị được. Dạ chị cứ ngắt ngang đi. Cho anh qua đi hái. Đây nè anh. Lấy cái này nha. Được rồi. Cái trái đó già. Cái đó luôn. Cuốn nó đen á. Già, cái đó già. Về mình phơi nắng ăn sẽ ngon hơn cái bự đằng đó nữa kìa. Già hả? Cái này nè. Chơi mày luôn được à. Mày sao kỳ quá vậy? Nè nè nè, cho nó hái cái này nè. Để tới coi. Nhìn cho bà nè. Nó đang thổi trái xài cho nó hồn không. Wow, còn nữa không chị? Còn nữa chị ơi. Thôi đó chị. Chị Lan. Chính cái này chị Lan. Ủa gì đó nó kìa. Dạ được. Hái được hết rồi đó. Tụi em để cho anh chị xuống hái á. Nó già hết rồi, về mình phơi nắng là nó chín, nếu mà muốn ăn sống cũng được luôn. Còn phơi nắng ăn chín thì nó ngọt hơn, xài cắt qua lọc. Nó già cái mình phơi là phải ngon hơn là chín cây. Cái ngoài luôn Lâm. Cái ngoài luôn kìa. Ở trên nó ngoài trên. Chiến này á là chiến này là chị Kim Loan không còn trái nào để hái nữa. Không phải là tại em. Thôi để dành đi. Thôi đủ rồi. Cái trái này để dành cho chị không có được. Nó chín rồi. Là do chị về trễ chứ không phải là do tụi em. Bữa nay còn mấy ngày nữa ta. Dạ còn tới mười mấy ngày. Mười mấy ngày nữa mấy này cũng còn đưa vậy. Còn được đây chừa lại đi thôi. Ngưng nhưng mà mình vẫn đi tiếp. Dạ hết rồi. Ồ cái trái này nó già nó ngon nè. Wow. Nó núp lùm nè anh Lâm ơi, núp lùm kìa. Hết quá. Ôi. Quá hấp dẫn cái luôn. Này mấy tháng trước là nhiều lắm luôn. Dạ nhiều. Dạ, nhiều. Cái này tại hết mùa rồi. Dưỡng lại đợt 2 á. Cá hồi sớm anh bảy anh chài và bắt lên chiên phụ. Chiên này bảy để dần nhiều nó có giòn. Để thay như vậy. Trong lúc đó mà mấy anh cũng như là mấy chú đang làm ở dưới đó, cô chú thì các bạn thì trên này mấy chị em cũng đã loay hoay chuẩn bị cái bữa cơm của ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay thì nhà của mấy chị em có gì thì mình dùng nấy nha. Đầu tiên là cá thê tượng nè, mấy chị em sẽ chiên xù ăn cùng với lại một ít rau sống với bánh chén nha. Đây, rồi cái món này phải nói là đặc sản của miền Tây với cô chú rồi. Mỗi lần đó mà khách ở những cái nơi xa về đó, khi mà được nói là ăn cá thê tượng chiên xù thì hầu như đó là ai cũng hết trơn á.
nay thì được bác Bảy Cường á bắt các cá tai tượng lên giúp cho mấy chị em với lại mấy chú nè, nên là mình có một cái bữa ăn cá tai tượng chiên xù cũng bánh tráng rất là ngon luôn. À, con mời cô chú anh chị các bạn cùng thưởng thức nha. Dạ xin mời mọi người. Mời cả nhà. Rồi. Dạ mình thử một cái. Dạ. Dặn đó hả? Bye bye. Không có chén tôm thơm với lại bánh tráng cuốn cá tai tượng chiên xù. Dạ có diện dĩa của anh bà. Đây có đầu trên kìa. Đầu trên đi, đây có dĩa. Thì qua cho ngăn. Cho ngăn dĩa đi để. Nè, để cái dĩa này qua đây. Khóc nữa hà. Sao cho em nguyên dĩa luôn hả? Ở đó được. Để dĩa cơm thịt bơ. Đúng rồi. Quá hợp lý luôn. Rồi, rồi xin mời mọi người nha. Ai muốn cuốn bánh tráng thì cuốn, ai muốn ăn cơm thì ăn. Cuốn một tay thôi. Ai dùng thì dùng đi. Bảy này ít nói chuyện nữa. Hôm qua bác, bác Bảy nói chuyện quá trời luôn. Ừ, hết nổi dữ vậy. Mới nghe kia hỏi kêu ăn hết nổi giờ nói hết nổi rồi sao. Ồ, ồ, giòn, quá giòn. Giòn á. Giòn. Giòn gấp gấp hả. Wow, rồi gấp đi. Giờ còn thiếu thiếu gì không? Thiếu gì? Trời nó giờ. Thiếu gì? Leo, leo. Dưa leo. Nó vậy. Đúng rồi đó. À, dưa leo. Dưa leo. Chưa sót gần. Thiếu cái gì? Nè, chia, chia, chia. Thiếu cái gì? Chia. Quá hay. Hai cái cô thợ thì sắp rồi quên mất tiêu dưa leo luôn nha. Em sắp đó. Cô nhàn với cô ăn ăn. Chị hỏi cô nhàn mất tiêu. Quá wow. Quá giòn rồi. Gặp gặp luôn phải không? Rồi. Công bánh mì. Này cái chơi xíu. À trời ơi em đứng nãy giờ em chói lên rồi. Một cuốn chơi. À, số mỡ hả? Số mỡ nữa đó. Đây. Là cá số mỡ hả? Cá số mỡ. Quên nữa. Cá số dầu. Ở bên kia trên kia. Nấu ăn chuyên nghiệp rồi. Ăn xôi mà. Ngon hơn trước nhiều rồi đó. Tiến bộ. Này mới đúng rồi. Đúng chưa? Có đâu, giống như là mình chưa hoàn thiện mình góp ý thôi. Chị bây giờ là có rất là nhiều trợ lý. Trợ lý nhiều kinh nghiệm. Lâu năm. Kinh nghiệm nha chị. Mình là trợ lý của đầu bếp nhiều lắm chị ơi. Đúng rồi. Dạ từ từ chị. Chị ăn tự nhiên đi nha chị. Cái nhà luôn. Rồi, em dễ nha, chị tự nhiên nha. Gấp. Thiếu chén nước mắm à? Dễ là gấp mới được. Wow. Quá dài gục gục luôn. Mà đi đâu quán đó, họ cũng là đặc sản cái này á. Chơi bắt cá rồi chơi gì giờ nó bắt cá không? Làm cá ngán rồi. Xỉu. Giòn gục gục luôn. Vậy có để thêm một ít cá nữa mới ngon. Cá già nãy 3 kg rồi. Hơn á. Cá già nãy bự. Không cân nhưng mà con nó cả hơn 3 kg á. Cá đó thì chắc đóng thùng cho ăn á. Con cá đặt thở thả lại con. Còn cái mùa nước nhiều lắm anh, mùa nước này em thả nhiều rồi. Ăn ăn nè ghê vậy, anh hấp dẫn quá à la ơi ghê vậy. Đây cho con rau. Anh nhai vô anh bà nhã, anh nhai vô anh nhã. Ăn đi. Cái vậy nó giòn. Cái này là không được nghiên cứu à, là không có được im lắm ngon. Cái gì? Cá người ta phải để đuôi để kỳ đồ á. Không, tại vì cái chảo nó nhỏ quá, nó gườm gà quá, anh bớt á. Ta ăn cái ăn dãy được là cái biết kỳ ăn mới ngon. Anh Nhật ơi, sau đợt này anh Nhật kiều lương anh Tâm á, ăn cái nồi cái chảo. Tặng ăn cái chảo đi, cái chảo bự đi. Chắc cái đó đi đi đặt người ta nhận cái chảo được không biết. Cái gì luôn anh hai? Dập cái chảo. Mà không thân nuôi chiên đi nữa hả? Chú nguyên con. Nguyên con là nắm chảo đồ vô bắt đầu xối mỡ đó.
em muốn để kỳ. Đạn cá bự hơn cái chảo, đúng không? Cái này là bị thích ăn kỳ. Dạ. Chảo nhỏ quá mình phải. Không, chào chị ba cũng kỳ mà được chảo mới. Mát bụng. À, chảo phải cá này phải chảo từ năm tấc. Chảo bự á. Chuyên hai hàng cho mẹ. Để anh hàng cho em luôn á. Thôi hàng nó lên à, nấu chảo gì nóc á. Chảo chấm dính á. Có mình mua chảo trắng mà chảo nó chơi nóc về gì mình ra gam gam không có gam lửa nó lại gan chống dính vậy. Thấy chảo qua chưa? Chưa. Chưa mua cá gì. Ê, giờ mà cá bự bự á cho mượn cái nồi này không tết. Ủa là nghe nói anh làm bánh làm kẹo gì anh hai? Hả? Chỉ em bí quyết kìa. Bánh gì? Nghe đồn đó anh làm bánh làm kẹo gì ngon lắm á. Nhiều thứ lắm mà. Dạ. Bữa nào chỉ em bí quyết nha trời. Bánh xe. Hiện tại là cái phần nóc của cái cổng đó đã được sửa lại và gắn lên rồi nè. Cho cô chú anh chị và các bạn xem coi là nó đã hài hòa hơn chưa nha. Cho đẩy nhẹ qua mấy anh này xíu. Nhẹ thôi. Lên trên phải không? Ừ. Qua nhẹ thôi. Rồi được không? Ok chưa? Rồi được không? Lượm rồi đó. Rồi cho anh ngay quá bắn đi. Có máy chưa? Có. Vừa chơi chơi chơi. Nè. Tưởng em bảy. Em thấy nó đều hơn rồi đó. Nó nhìn nó cũng bự hơn, nó không có bị hôi lôi á. Ở bên đây thì cái bàn đan là để mà mình để lên trên cái bếp đó cô chú cũng đã làm xong rồi nè. Mình làm cái này thì mình để cái lò lên thì nấu rồi nó không có sợ bị cháy á, tại vì nó là xi măng thì giống như là cái bàn hiện tại mấy chị em đang nấu trên kia vậy đó. Chồng chú Sang ơi. Rồi đỡ đây này, để đi. Khoan nha, khoan. Bỏ dưới nè. Bỏ dưới tiếp nè, dính. Rồi, chưa? Rồi tao có rồi được đâu. Buông đi, buông cái tay ra. Buông cái tay ra. Khó lấy cái tay. Nghe chưa? Rồi, bệnh có nhiều xíu nha. Cái này thấy một chút đó. Xíu qua bạn này. Rồi, nó này chút. Nè, kéo qua. Sạc qua. Trời, kê. Chịu miếng rồi. Rồi được. Trời ơi, mấy cái này hơi dư nè, cái hộp lại coi. Này nữa gõ. Nó không dù gõ đé gõ nó vô. Thôi, vậy đi ăn để dán lè ra. Các bạn xắt đồ ăn là ở đây luôn hả gì phải anh hai? Phải để đây không? Để đỏ rồi. Để đỏ phải không? Rồi ở đâu cũng thấy được. Dạ. Mình nhìn thì thấy nó đã đỡ hơn rất là nhiều luôn rồi đó cô chú ơi. Sau khi mà mình nối thêm hai cái phần máy ra thêm á, giờ này nhìn thì nó không có bị nhỏ nữa. Mình để chút xíu mình treo cái tấm bảng của chị lên xem là nó có hài hòa và cân đối chưa. Ra thì mới ghế luôn. Mấy cái ghế là mấy chú sẽ mang sắp hết lên luôn nha. Ngoài ra thì con sẽ vào đây cho cô chú anh chị và các bạn xem. Ở trong đây là cái phần nhà tắm nè cô chú, thì hôm nay là đã được lắp xong hết toàn bộ cái tủ, nó sẽ như thế này, nó có ngăn kéo ra nè. Ngoài ra thì đây là cái vòi nước mà anh Lâm mang từ trên thành phố xuống á. Ở dưới đây thì mình không có mua được cái vòi này á, cho nên là anh mang xuống rồi anh hai với thầy vô đã lắp vô xong rồi nè. Nước thì cũng đã có rồi, kiến thì cũng đã có đầy đủ hết luôn. Đây là có cái tủ để mà mình để đồ nè, mở ra mở vô.
Tiếp theo nữa là ở phía ngoài á, thì mấy chú đang dời cái phần ghế đá đó, mình sắp xếp nó lại luôn. Chào bà ông, dời cái ghế qua trước đi. Dời ghế đi, hai người kia người đấy. Phần dây sáo được anh Lâm giấu lên trên nè cô chú anh chị các bạn ơi. Các bạn có thể xem là cái phần dây thì anh đã cuột lên trên, xong rồi quấn để lên phía trên như thế này. Khi mở ngoài mình nhìn vô mình sẽ không có còn thấy cái sợi dây cột lòng thòng ở dưới mấy cái lan can nữa. Đây phía bên này thì anh cũng đã cột xong hết lên rồi nè. Ở ngoài nhìn vô thì nó rất là thẩm mỹ, rất là đẹp luôn nha. Không có còn phải cột hay là dằn gì lại nữa hết trơn á. Cột lên như thế này thì rất là gọn. Và phía bên này thì anh cũng chuẩn bị cột thêm những cái tiếp theo lên nữa. Cái này là mình cuột xong rồi mình quấn ngược lên trên nữa, mình xả xuống dễ không anh Nhật? Dạ. Nào mình xả xuống lấy. Dạ. Qua đây cho cô chú anh chị các bạn mình cùng nhau xem cái quá trình mà anh cột cái sợi dây lên như thế nào nha. Rồi còn cái phần dư còn lại thì anh quấn rồi anh nhét ngược vào trong lại luôn cô chú ơi. Nhét như vậy thì nắm giật đây cái là tuôn xuống xong. Dạ, nhét như vậy thì nó rất là gọn luôn anh. Còn ở phía bên đây thì phần bóng đèn cuối cùng cũng đã được lắp ráp xong rồi. Hiện tại thì bé Vô đang ở phía trên để mà mình chuẩn bị mình gắn vào cái phần dây điện phía trên. Xíu nữa sẽ cho cô chú chị các bạn xem cái phần bóng nó sẽ sáng như thế nào nha. Gỡ ra đi, gỡ ra luôn đi. Vừa là đèn vừa là quạt nữa. Nhìn nó gọn hả chị? Đúng rồi. Ngoài dồn vô là mình hết thấy dây rồi. Nhìn anh buộc để mai mốt mình học mà buộc. Mưa nắm đây cái là tự động tuột xuống rồi. Dạ. Hay ha. Vậy mà bữa giờ mấy chị em tụi em lay quay không biết phải làm sao. Cái vít thọt vô bút cái lên. Quá gọn luôn. Để xoài vô. Cái này là quà quê cho anh Lâm với lại anh Phấy và chị Long mang về Sài Gòn nha. Quá dữ vậy. Nhà nó vừa. Có trái cây, có tiết chè trái cây không? Bạn ăn về thành phố quán mình. Dạ. Không có xe trái cây. Có dựa trái cây để làm sao mấy em sẽ cố gắng. Có dựa trái cây. Kiếm thêm cái xe trái cây. Chị ơi, chị thích ăn khoai mì trắng luôn, khoai mì vàng. Cho miếng nó có hai loại khoai mì trắng với khoai mì vàng á. Có màu vàng nữa hả? Dạ đúng rồi. Dạ, bên đó kìa. Em ơi, em lấy khoai mì cho anh chị đi ha. Khoai mì vàng. Khoai mì vàng ngon, nó bột. Lấy khoai mì vàng đi. Vàng, khoai mì vàng là để vào về. Cắt thêm miếng dạ. Hoặc anh nấu chè nè. Nấu chè hoặc là luộc nước cốt á. Cắt. Dạ. Trắng á. Dạ đúng rồi, ngon lắm. Đây có trái chín để gì trên đi nha. Có trái chín rồi mình để lên xe mình la gai trên xe anh ha.
Rồi, mình vô mất vô ba luôn chị. Vô ba luôn cho con. Chính chị chứ gì. Đó chính chị chưa. Để sống đi. Bự chị sẽ đẩy nữa. Thấy rồi. Mẹ bẻ thì cái gì. Bộ luôn. Quá trời luôn rồi. Có một trái nó vàng đi. Sao bẻ luôn. Nãy chị thấy cái màu nước nở nó có cái gì mà chuột đây là gì mùa nước nở là mùa nước nổi chim nổi chim vậy là 12 giờ có ai về nước nở dạ không mùa nước nổi là không phải là nước lớn lũ về á ông nội ơi ông chọc hoài đây có trái nước chín luôn nha chị. Ủa đem hết vàng mà thấy có mùi sầu riêng ta. Em hết thấy khoai mì vàng trắng luôn luôn đi lộn xộn hay lộn xộn đi tại vì nó có hai mùi. Bây giờ thì anh Lâm với lại chị Loan và anh Khuấy sắp về lại Sài Gòn rồi đó cô chú ơi. Anh chị trước khi mà về thì cũng có vài lời muốn nói á. Dạ em mời anh Lâm với chị Loan nha. Trước tiên thì anh cảm ơn nhóm Thôn Nữ Mình Tây cho quà quá nhiều luôn rồi. Giờ anh hết biết nói luôn rồi. Rồi bye bye, chúc cả nhà vui vẻ. Dạ. Chứ anh cũng không biết nói gì nữa. Quá trời luôn, một xe đẩy không hết dạ. luôn. Mấy chị em lấy thêm cây nữa kìa. Mấy chị em cũng rất là cảm ơn anh chị luôn, đã không ngại đường xa xôi mang rất là nhiều đồ xuống dưới đây thì rất là cực khổ luôn khi mà di chuyển vô đây nữa. Thì hẹn gặp lại anh chị trong một ngày gần nhất nha anh chị. Dạ, cảm ơn anh chị. Còn giờ thì mình đi ra đầu đường thôi. Rồi, chào tạm biệt hai gơ nha. Cảm ơn mấy chị là lạnh vô. Hơi nặng. Gặp nhau xuống chán xuống nè. Chán xuống tiếp nè. Rồi. Chưa để sửa lấy cái. Quá trời quà luôn. Để lấy cái nóng đi.